sao đen dữ vậy trời, mấy giờ tới mùa hè đen dữ ta. Chắc là mai mốt làm mấy video này phải đem theo cái đèn sao, đen quá à. Bích Loan Võ, sao tôi thấy người già ai cũng khó ngủ hết vậy ta, mà ba chồng tôi sáng nào 8 9 giờ mới dậy. Tôi ước ông dậy lúc 7 giờ chở con tôi đi học chung, sáng nào vợ chồng cũng phải lật đật. Không có tại 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 tùy người nữa. Tế thì tại lúc nào ông cũng dậy sớm rồi, ông ngủ chừng 10 giờ ông ngủ rồi xong rồi dậy sớm 6 giờ ông thức rồi, mặc dù 8 giờ rưỡi mới đi làm mà 6 giờ thức rồi, 6 giờ thức rồi đánh răng ăn uống rồi xong rồi nghe đài tin tức. Rồi tía ông thích nghe đài tin tức lắm, nghe chính trị nghe này, còn bữa nay có chuyện gì bữa kia có chuyện gì, rồi ông nào thắng rồi ông nào thua rồi cái này nọ tía, bởi vì tía mới phá thức dậy để nghe tin tức lắm. Rồi đi đi về rồi xong rồi đi nghe tin tức mỗi ngày từ sáng tới chiều, rồi xong rồi về cũng nghe để cái phone này nữa, nhưng nít về để cái phone nữa. Về 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 làm bất cứ gì cũng nghe chứ. Dạ.